Năm chiếc bánh mến chào anh chị em. Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang là công trình quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau nhiều năm thi công thì Thánh đường Đức Mẹ La Vang đang gấp rút sắp hoàn thành. Mời anh chị em cùng xem những hình ảnh Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang tuyệt đẹp đang hoàn thiện. Công trình Vương cung Thánh đường được xây dựng trên một mặt bằng có diện tích 13.464 m², chiều dài công trình 132 m theo hướng Bắc Nam, ngang 102 m theo hướng Đông Tây, thỏa sức chứa 5.000 chỗ, 3.500 chỗ tầng trệt và 1.500 chỗ tầng lửng. Sức chứa có thể tăng thêm do sử dụng hành lang chung quanh hoặc lễ đài mặt tiền để phục vụ các cuộc hành hương đông đảo người dự, những hội nghị quốc tế, những cuộc tiếp đón các vị mục tử quan trọng đến thăm viếng Giáo hội Công giáo Việt Nam và những đại lễ của giáo hội. Công trình Vương cung Thánh đường là điểm nhấn của tổng công trình Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, thể hiện phong cách kiến trúc Việt mang hồn Việt qua hình dáng những tấm mái ngói thân quen, kiểu dáng ngôi nhà ở, ngôi đình Việt, những họa tiết diễn tả cụ thể những ân huệ của Thiên Chúa trên chính những sản phẩm của quê hương đất nước, hoa và lá cây lá vằn, lúa gạo, chùm nho, hoa hồng, chim lạc, ánh lửa. Lễ đài tiền sảnh được xây dựng để tổ chức các lễ ngoài trời, hướng nhìn ra công trường lòng Chúa thương xót, có khả năng tiếp đón khoảng 500.000 khách hành hương. Lễ đài trên 1.500 chỗ đồng tế, 50 chỗ đặc biệt tại chính điện. Phần trước lễ đài là một cầu thang lớn kết hợp các chiếu nghỉ làm nơi diễn nguyện trong các kỳ lễ hội. Lễ đài được thiết kế mở như diễn tả hội thánh được sai đến với muôn dân. Chủ đề Chúa Thánh Thần là chủ đề chủ đạo cho thiết kế. Vương cung Thánh đường, một giếng rửa tội đường kính 5 m, được đặt ngay tiền sảnh lối giữa từ lễ đài vào khối Vương cung Thánh đường theo truyền thống Giáo hội Công giáo. Nội thất Vương cung Thánh đường phản ánh hồn Việt vuông vức và đồng tâm để diễn tả tính cộng đồng. Chủ đề của khối chính Vương cung Thánh đường là biến cố chết phục sinh của Chúa Kitô, trong đó mầu nhiệm ba ngôi được mặc khải. Phần dưới Vương cung Thánh đường là một hội trường 5.000 chỗ, một bãi đậu xe nội bộ 1.000 m², 50 xe 4 bánh du lịch, một hầm chứa và xử lý nước mưa 25.000 m³ để dùng vào mùa khô hạn. Hội trường 5.000 chỗ sử dụng cho các cuộc hội họp gặp gỡ quy mô lớn, đồng thời có thể sử dụng để tăng sức chứa của Vương cung Thánh đường trong các cuộc lễ mà số người tham dự trên 5.000, dùng hệ thống truyền hình nội bộ trực tiếp, rất cần thiết trong hoàn cảnh mưa bão.